Điều đáng sợ nhất trong hậu cung là chỉ cần người nào mang cốt nhục của hoàng thượng thì không bao giờ nhận được lời chúc mừng thật lòng, mà chỉ có thể trở thành mối họa cần phải loại bỏ. Hoàng hậu nương nương, bọn họ đang ngăn cản thần thiếp, không cho thần thiếp gặp con của mình. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu nương nương, đứa bé sao rồi? Nhìn nè, đây là y phục thượng thiếp may cho con mình. Con vẫn tìm kiếm mặt thượng thiếp mà đã thấy rồi. Chúng ta sẽ lại có con nữa mà. Dĩnh cảnh.